Ờ nhà đây vui ta. Ờ ờ vui dữ. Vui dữ ta. Chị nói làm sao? Hả? Chị nói cây cầu nào đi hoài không gãy. Cây cầu nào đi hoài quỷ không gãy. Chị đi cầu đó mà gãy là em bái chị làm sư phụ luôn. Đi cầu này nè, đi cầu đó thì chị ngỏ gãy xuống. Cầu này không gãy nữa đâu, chừng nào chị nặng mấy trăm tấn nó mới gãy. Chừng cầu con nặng mấy trăm tấn nó mới gãy hả? Dạ đúng. Không gãy hả? Chính rồi chính.